Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 29 tháng 1, 2024. Để Di quay cho mọi người xem buổi sáng mua lẻ được nhiêu đây nè. Khoảng 40-50 kg. Đồng thời Di sẽ cập nhật giá mới cho mọi người luôn. Này là túi tứ nha mọi người. Cái này là túi gạch. Gạch bự này 2 con ký. Con gạch này 2 con ký thì hiện tại thì giá 550 nghìn, giá bán lẻ nha mọi người. Dây như dây thảm như vậy đó, dây thảm mỏng vậy. Đây là gạch này xi cái đèn 100% nha mọi người xem. Đầy luôn. Cái này tụi con. Đó. Cái này. Con nào cũng đầy. Đây là của tứ. Này tứ 4-5 con ký nha. Bao ăn luôn, bao đổi luôn. Này giá 270 nghìn. Tứ giếm vuông gì nè. Này của tứ nè mọi người. Tứ ngon gì nè. Này cua này vui mua tặng vuông nha mọi người. Đây tiếp tục. Này của tứ là 4-5 con ký. Bộ tứ 4-5 con ký gì là giá 270, dây thảm mỏng gì vậy? Con này bao ăn bao đổi luôn. Con này không có thật thì mọi người có thể gửi lên trả như sẽ bù tiền cho mọi người. Này cô này di tiễn thì con hết, con này không ngon là di tiễn để riêng bán cái giá nó rẻ hơn. Cua nào nó ít thịt chút là bán giá có 200 à. Cái này là cua bao ăn rồi giá nó tới 270. Tứ. Sáng hôm nay mua cua đẹp đẹp không? Ngon. Đẹp vô là vô bự đó. Đi 3 con ký vậy là giá 350 nha, dây thảm mỏng gì vậy? Điện chưa? Đi 3 con ký giá 350. Cô này Di đã tiễn cho con hết, con này cũng đặt thịt hết, cô này ăn thịt thơm luôn nha, bao thơm luôn nha mọi người. Thì cô này mua gần cạnh biển nè, cô nó béo chắc lắm, còn mặn cao cô nó ngon, không có ớt đầy càng luôn. Còn cua nó màu gì mà nó cứng cỏ này. Này là cua tứ 4-5 con ký, gạch 3 con ký thì sao đèn đầy nè mọi người, giá 500 ha. Mọi người xem kênh của Di cho Di xin một lượt, mọi người cho Di xin một lượt đăng ký kênh, một lượt tim nha, để Di sẽ cập nhật những giá mới, biển mới nhất cho mọi người xem, để mọi người ra chợ mua không mất sai lầm. Khi mình mua chỗ kia bán, nhầm chỗ bán không ngon rồi này nọ, mua bị ớt rồi giá thì mắc. Mọi người đăng ký để quanh thị trường có thay đổi giá này kia thì mọi người có thể biết ra chợ mua cho chắc đúng giá. Đây là của tứ nè, tứ là 4 con ký, giá 270 nghìn, giá lẻ cao ăn, báo giá cho mọi người xem luôn. Đây này là của năm, của năm giá thì giờ của năm thì nó 450 nghìn nha mọi người. Đây này gạch nhỏ nè, gạch nhỏ thì giá 380 nghìn, 4 con ký, 4-5 con ký để vô. Còn ký giá 380 nghìn, giá thảm mỏng vậy.
thôi đèn này bao ăn rồi, cua Di bán là bao ăn hết, còn cua nào không ngon thì giá nó rẻ lại, còn cua này cua tiễn thì giá nó ngon lắm, giá nó hơi mắc chút nhưng mà cua nó chất lượng. Đại khách này tìm ăn nó không mắc sai lầm, em ra chợ mình mua nhiều khi mình chỗ bán không uy tín, cua nó không ngon rồi mua mua giá cao nữa, tại vì để Di cập nhật giá cho mọi người xem chính xác nhất. Còn cua Y này giá 350 nha mọi người, cua gì nè, nhìn màu con cua nè mọi người, mua cua mọi người gọi đây nè, bắp mình cứ sang mình, thứ hai là bắp yếm, thứ ba là bắp hồng. Tuy là mình gọi vậy nhưng mà mình sẽ coi cua nó cua mập nó lắm nha mọi người, cua nè, cua này nó muối nó nhiều, nó dung thịt lên nè, cua nó ngon. Những cua nó không ngon rồi nó để gì lấy mấy con mình nó hơi ốp chút cho mọi người xem nè, những cua gì nè, cái con này hơi dây nhiều để cho mọi người xem, con cua nó không ngon, nó yếm nó lép nè, bóp nó mềm rồi sao không chắc được. Mình gặp hai con kiến giá 500 nghìn. Mua được nhiêu lên là mọi người khoảng 4-5 ký cua gì đó, dây Di bán cho mọi người, dây là dây mỏng như thế nha, hay là cũng mua Di đóng thùng gửi cho mọi người khoảng từ 10 ký trở lên là để Di chịu tiền xe luôn, mọi người không có xe. Rồi hôm nay chỉ có vậy thôi, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Di nha, Di báo giá cho mọi người xem để không mắc sai lầm khi mua cua. Rồi, cái ba người.